Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game mới ha. Năm mới, Tết đến rồi, qua Tết là quá trời game mới luôn các bạn ơi. Ôi dồi ôi, sao nó không vào nè, khoan từ từ. Ok. Đợi tí. Rồi, nó vô rồi các bạn ơi. Ok, game đang cho test các bạn ơi. Khoan, để coi lúc mà heo up cái này lên thì chắc là game đã hết test rồi. Ây, đúng rồi, ôi. Đẩy, ôi, test như vậy thì hỏi sao mà hồi nãy giờ nó không lắc. Ôi trời ơi, tại sao bé không lắc? Ok, tại sao bé không lắc? Bé không thích lắc thì tại sao bé phải lắc? À, lụm nè hả? Ok, test VIP đồ này nọ, ok. Đây nữa nè hả? Ok, test 10. Trời ơi, test 10 nè, test 9 nè hả? Rồi, test 9 nè. Test 8 nè. Test 7 nè. Ôi, nhiều quá, bắt đầu lắc rồi. Test 7 thôi hả? Ok, thôi. Từ từ đi, đó. Ôi, nó nhiều quá, nó chịu không nổi các bạn ơi. Đây. Đó, trời ơi, đồ một đống luôn. Ok, mở ra siêu xe đồ mà hỏi sao? Trời ơi. Go, rất nhiều đồ ngon. Rồi ở đây nữa nè. Đó, ok. Rồi ở đây nữa nè. Ôi, đồng vàng đồ nữa nè anh em ơi. Đó, lụm nữa nè ha. Rồi lụm nữa nè ha. Ok. Rồi, đó. Mở ra nè, ok. Đây, mở ra lấy cây này hay là cây này ta? Cây dưới đi. Ok luôn. Rồi, cơ quá đồ lên. Ôi, đây, sử dụng nè hả? À, như chưa mở nên chưa sử dụng được. Ok. Hoàn thành nhiệm vụ 9 tiếng nữa hả? Trời ơi à. Ok, con này phải chạy nhiệm vụ 9 tiếng gì đó nó mới cho mở ra. Ô hay. Sử dụng 9 tiếng. Hoàn thành nhiệm vụ 9 tiếng 30 mở ra. Vậy là phải chạy nhiệm vụ tân thủ rồi. Ok. Game cho rất nhiều luôn. Ủa, có cho xu không ta? Không có cho xu. Ok. Bớt lắc rồi, vô nhập code tiếp thôi. Code 7 nè ha. Ok. Code 7 là code kim nguyên bảo lộng vàng. Code 6 nè ha. Code 5 nè ha. Rồi code 4. Rồi code 3. Ok. Rồi code 2. Rồi code 1. Ôi, code 1 cho khỏi nhập đi. Ok, quá trời rồi. Trời ơi. Ok, code này đã nhập rồi ha. Ok. Rồi. Nhưng mà tiếc là nó không có cho test su web đồ này nọ ha. Trời ơi. Có nữa là hôm ngon luôn. Hôm ngon tới giọt cuối cùng luôn. Một phát nhận quà nè ha. Ok, xóa bớt nè. Đó. Sử dụng ok nè ha. Ok, mở ra nữa nè ha. Vàng ha. Ok, mở ra luôn. Đó, một đùi luôn. Trời ơi, báo vật quá. Ủa. Hết rồi. Nhiệm vụ 9 tiếng 30 đồ này nọ còn rất là dài luôn các bạn ơi. Ok, sử dụng
Rồi, ơi, này là phải chạy nhiệm vụ rồi, nó bắt buộc là phải chạy rồi các bạn ơi, không chạy đâu thoát cả. Ủa, nhưng mà nhận được rất là nhiều kim cương luôn rồi đâu rồi? Ờ, hey. Ok. Trời ơi, sử dụng. Cấp 60 hả? Đây, nó ghi là cấp 60 mới có thể sử dụng. Trời ơi, rồi ok luôn. Rồi, game phiên bản mới nha các bạn ơi. Đây, ok. Game mới nên là heo cũng không rành lắm ha. Link thì sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha. Đó, thôi ơi mở được thú rồi nè. Nhưng mà hình như là đó, ngon rồi, bây giờ mới vô nè. Lụm. Bây giờ mới lụm nè, đó. Lụm nè ha, ui. Siêu xe đồ ha, đó. Lực chiến đồ ép vô nè ha. Trời ơi, thú cưỡi hả mày? Mày bố láo hả mày? Trời ơi, lực chiến lên liền. Giờ là vô là chạy ngải làm mầm liền. Trời ơi. Đó. 60, bây giờ cố gắng chạy thôi. Ok. Dư sức, ok, đó. Rồi, thông tin server đây nè hả. Khánh Chiến các bạn ơi, đang ở trong server update. Mà hình như là nghe nói đâu là 10 giờ là open server mới á. Nhưng mà hiện chưa có ha, chưa có thông tin bài ở đây ha. Đây, chỉ có thông tin bài test thôi. Chơi ngay tại link nè ha, Khánh Chiến H5.com nè ha. Đặc biệt nạp trong thời gian em test là rồi đăng nhập những quy code VIP sự kiện tân thủ lai xe gì ta lai học me nè. Phi dược phẩm lực chiến, phi tương lai, phi nguyễn hóa, code long tinh lai xe nhận được kim cương, nguyên liệu hăng cấp, thẻ bài đồ giám, XR, 3XR nè, đá nè, lai xe comment nè ha. Quà đăng nhập hàng ngày nữa đó, code phi nhiều đồ vô biên đồ nè đó. Ok này, Khánh Chiến ok rồi, sự kiện đua top lực chiến máy chủ thử nghiệm nữa nè ha. Top 1 10.000 kim cương, 5.000 kim cương khóa, 30 mảnh nguyễn hóa tọ kỵ tự do nữa nè. Đó, ok liền. Trời ơi. Đó. Đấy, game này mới nha. Chạy nhiệm vụ thì chúng ta mới mở ra được. Ok. Chưa cắn được hả? Mới có level 30 với lại ok. Đây, boss nè. Rồi. Chuẩn bị mở cánh ra đúng không? Hình như là chuẩn bị mở cánh ra. Đây, mở cánh nè. Ok, đó, mở cánh nè, đó. Rồi, thần thủ gì đây? Rồi, trong này có cánh không? Có luôn, trong này có cánh luôn. Ôi, siêu xe cơ bộ. Wow. Ok. Đây, tự động nguyễn hóa nè, cánh nè, khoan từ từ. Ủa, tỏ kỵ mà. Cánh ở đây, ok, cánh ở đây. Đây, cánh nè. Ủa, nhưng mà ảo quá, đâu rồi? Ủa. Mình có mà ta. Sử dụng ha. Ủa. Sử dụng sao nó báo là sử dụng không được ta? Cái này ok. Ok, cái này là mở ra mảnh nè ta. Như là đúng rồi, mở ra mảnh. 58 2
4, 5, 3. À, vậy là con này là mạnh nhất. Ok. Đó, siêu hú nè. Đó, ui. Ui, hú cưỡi hồi nãy các bạn ơi. Ok. Sử dụng. Ơ à. À. Hoàn thành cái nhiệm vụ gì đó mới mở ra được. Ồ, ok. À. Đây là trang bị. Này là đá nè. Ok. Đây, cái này cái gì đây? À, khung chat. Ok, khung chat. Rồi, ồ. VIP à, ok. Ủa, sao lên được VIP 1 vậy bồ? Ờ, hay. Ta phải lên level 60 nó mới cho mở thêm các bạn à. Đó. Khi các bạn biết đến video này thì có thể là đã hết app test rồi nha anh em ơi. Đó, vô up banh xe bờ mới luôn rồi. Anh em có chơi thì có thể vào game trải nghiệm thử ha. Đó, trời, trên quái đồ này nọ ra kim nguyên bảo luôn nha các bạn ơi. Đây, sự kiện đặc biệt. Ok. 48 rồi hả? Trời ơi, cửa hàng. Ồ, hiện tại cũng đâu có tiền đâu mà vô cửa hàng làm gì. Ok. Nhiệm vụ 9 tiếng thứ 26 hả? 27. À, vậy là hoàn thành nhiệm vụ 9 tiếng thứ 30 hả? À, game này nó tính theo kiểu này chứ không phải là rồi ok ok. I am fine. Ok, đó. Nhiệm vụ 29. Ok nè. Cường quá. Nào, cường quá lên nào. Ok, đó. Nhận con bét. Ok, mở. Ok. Ở trong túi. Đây, mình còn con bét. Đó. Ui. Đồ VIP, đồ VIP bồ ơi. Ok. Ảo quá, ảo quen gì không về nữa. Đó, 31 rồi. Ok. Cái gì vậy? Khoan, khu vực 32. Đó, mở được rồi. Ok, 60. Ôi, kim cương một đống bồ ơi. Đó. Long vũ à. Long không vũ được không? Đây. Tự động. Nhiều đấy, nhiều đấy. Không, không, không. À, gì ạ? À, quay miễn phí à. Ok. Gì đây? À, khế ước gì tà le hộp me nè. Đó. Cái này nhiều quá. Game mới nhiều thứ mới lạ quá các bạn ơi. À, quay đây quay được 40 mấy nè. Ok, ok. Báo vật gì đây? Ok. Thì vẫn chưa thấy được đồ ngon các bạn ơi. À, đây đây đây. Lấy quà thôi. Ủa. Ok. Ủa. Ủa ta lấy đồ ra mà ta. À, 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 à. Ok. Nó hơi bị delay, nó hơi bị delay. À, ở đây có đá rồi nữa nè. Ok, 10 lần quay bảo hạch nữa nè. Ôi. Nào, ngon, ôi, ra đồ ngon nữa nè. Trời ơi, ra đá đỏ luôn. Ok luôn bầu ơi. Ngon lành, ngon lành. Đó, lụm, 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 lụm. Ok, lụm liền, lụm liền. Gì đây, điểm danh nhận quà, lấy quà gì nữa nè. Đó. Ôi, điểm danh hàng ngày nhận được skin đồ mèo gấu ú rồi nè, có đen. Em ơi, đó, rồi, rồi, qua ngày 2 là được, cái gì, da trắng bá tước hả, à, bá tước mèo, ok, bá tước mèo, à, ok, ôi, tự động tiến cấp nè ha, đó, ủa, à, ủa, á, 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 rồi, khi mô nó lên, lên rồi à. À, nó tự động các bạn ơi, nó full cái này là nó sẽ lên. À, xong là sẽ tới con từng lọc các bạn à. Ok. Rồi, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Ôi trời ơi, đang từ từ để ta đang muốn coi cái con từng lọc nó đẹp ra sao.
Ừ, để lên phone từng lọc luôn cái nè. Còn có 2 cái nữa thôi. Ok, bye bye. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.